Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách backup ảnh và video một cách tự động. Về các dịch vụ hỗ trợ này thì cũng có khá là nhiều cách để chúng ta có thể backup. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cách khá là đơn giản là thông qua Google cộng của Google và thông qua Facebook. Hai phần mềm cũng khá là phổ biến. Đầu tiên chúng ta sẽ backup ảnh thông qua Google cộng. Dịch vụ này là một phần của mạng xã hội Google cộng. Nó có nhiệm vụ sao lưu tất cả ảnh từ máy của chúng ta lên server của Google. Tất nhiên là ảnh có thể sẽ xuất hiện cho những người khác xem và có thể chỉnh lại nếu muốn. Để kích hoạt tính năng này, các bạn chạy Google cộng. Các bạn mở phần mềm Google cộng. Các bạn chọn menu setting. Các bạn vào phần auto backup. Ở đây các bạn để chế độ on. Ở phần backup storage các bạn chọn photo drive. Ở đây các bạn có hai lựa chọn. Các bạn có thể chọn để chế độ full size nếu muốn sao lưu ảnh với kích thước đầy đủ, hoặc standard size nếu chỉ muốn sao lưu ảnh có chiều ngang, dọc tối đa là 2048 pixel. Lợi ích của standard size đó là bạn có thể backup bao nhiêu ảnh tùy thích, không bị giới hạn, nhưng bù lại không có được file ảnh như khi ta chụp từ điện thoại ra. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ backup ảnh thông qua Facebook. Các bạn mở phần mềm Facebook. Các bạn vào phần setting, mở phần mềm Facebook, các bạn chọn app setting. Các bạn chọn Sync Photo, nhấn nút Sync màu xanh. Khi đó mà ảnh ở trên điện thoại của bạn nó sẽ tự động bộ lên tài khoản Facebook này. Có một cách khá là đơn giản nữa giúp chúng ta backup, đó là kết nối điện thoại của bạn đến máy tính, sau đó copy các file ảnh hoặc video ra máy tính. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.